giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và nhiều Sao Việt lên tiếng về ồn ào đấu tố của diễn viên Hoàng Anh và vợ Việt Kiều. Sau hơn 2 tháng im lặng, Hoàng Anh bất ngờ lên tiếng với những chi tiết buộc lòng anh không thể sống chung với vợ. Trong số đó có cả thiếu tôn trọng hay ghen hỗn với người lớn. Lúc này đây vợ cũ khẳng định mình cũng sẽ cạn tình và livestream tố ngược lại. Rất nhiều nghệ sĩ ngỡ ngàng trước hành động này. Sau khi công khai dòng tâm thư rất dài để nói tường tận về những câu chuyện không hay mà mình phải chịu đựng trong suốt 2 năm sang Mỹ, thì Hoàng Anh vấp phải những ý kiến trái chiều. Theo đó có người hiểu và thông cảm với suy nghĩ, điều gì cũng có nguyên nhân, nhưng cũng có những khán giả cho rằng đàn ông không nên bóp phốt vợ như thế. Riêng về phần các đồng nghiệp, khi thấy được những gì nam diễn viên bộc bạch thì họ mới bắt đầu có lời động viên. Trước đây khi có tin ly hôn, mọi người đều im lặng. Nhiều nghệ sĩ từng làm việc với anh, mong Hoàng Anh sẽ cố gắng trong thời gian tới. Hồng Vân, thương con quá. Cát Tường, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bella, hôm nay em dành thời gian đọc hết, hiểu anh, em xin chia sẻ với anh nhiều. Lê Nam, cố lên em trai, nhịn được thì ráng nhịn, vì con mình sau này ráng vượt qua khúc cua cắt này nhé em trai. Bên cạnh đó, động thái của vợ cũ nam diễn viên khiến ai cũng bất ngờ. Mọi chuyện không dừng lại khi cô khẳng định và hẹn giờ mình sẽ livestream để đối chất. Vợ chồng dù thế nào cũng đã từng có khoảng thời gian yêu thương và chung chăn gối. Đến nay khi tàn vỡ lại công khai đôi co. Lúc này đây, những nghệ sĩ đã từng có dịp tiếp xúc với Quỳnh Như đã khuyên cô nên dừng lại ồn ào. Minh Luân, Tí Linh, Lê Khâm đều mong Quỳnh Như hãy nghĩ cho bé Nu. Người đau khổ nhất sau này không phải là hai vợ chồng mà chính là con gái. Khi hình ảnh ba mẹ từng tranh cãi công khai trên các phương tiện truyền thông. Liệu rằng vợ cũ sẽ nói thêm điều gì tiếp theo, góc khuất nào sẽ được vơi bày? Hy vọng rằng mọi quyết định của cả hai sẽ nghĩ đến em bé còn nhỏ và nói thế nào để cha mẹ sau này còn gặp mặt nhau sau ly hôn vì con cái. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.